kính chào tất cả các bạn kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh youtube của phiêu đồng nếu quý vị mà xem những cái video trước của tôi trước khi tôi nói cái chuyện là thành phố hồ chí minh sẽ bị phong tỏa và sau đó là hà nội và tiếp tục sẽ rất nhiều tỉnh thành trong cả nước đặc biệt nó sẽ lần lượt phong tỏa từ thành phố lớn nhất đến thành phố lớn nhì đến thành phố lớn ba vân vân và vân vân và sẽ phong tỏa cả nước và đúng y như vậy các bạn đúng y như vậy khi mà phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh một thời gian khá dài phải không các bạn dân chúng ở nhà đói móc mỏ không có gì ăn hết mà nói là nhân dân hãy đồng lòng chống dịch với nhà nước bắt người ta ở nhà mà không đưa động nào hết bữa đông nào hết tiền thuế dân thành phố Hồ Chí Minh đóng góp từ năm 1975 đến nay đâu rồi <laughs> thôi chuyện này tôi nói nhiều rồi bây giờ tôi nói nơi khác Giãn cách xã hội toàn thành phố Hà Nội bắt đầu từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 các bạn thấy tôi nói có đúng không bây giờ Hà Nội giãn cách xã hội và tôi nói sẽ còn nhiều thành phố tiếp tục giãn cách và có thể thực hiện giãn cách toàn đất nước việt nam trong tương lai người ta dùng cái từ giãn cách để mà giảm nhẹ cái mức độ nghiêm trọng mà nó cụ thể ra để mỹ dân người ta dùng từ không có đúng hoàn toàn không có đúng mà tôi đã nói nhiều cái video trước bây giờ tôi vẫn tiếp tục nói giãn cách xã hội tôi xin phép được giải thích như sau cái từ tiếng anh gốc mà who tổ chức y tế thế giới đưa ra là gì social distancing social có nghĩa là xã hội distance distancing có nghĩa là khoảng cách khoảng cách social distancing có nghĩa là giãn cách khoảng cách xã hội đó và và người ta quy định là tối thiểu phải là 6 face có nghĩa rằng tối thiểu là 6 mét người này cách người kia ít nhất 6 mét trước ít nhất 6 mét 6 mét à, xin lỗi 6 feet 6 feet 6 feet 6 feet, 6 feet tức là 2 mét mà mọi hoạt động vẫn phải diễn ra bình thường thì mới gọi ấy, là giãn cách xã hội. Đằng này Việt Nam bẻ khái niệm. Bẻ khái niệm. Người ta đưa quốc tế người ta đưa ra vậy mà về Việt Nam là bẻ hết. Nó là giãn cách toàn thành phố Hà Nội từ 6 giờ bắt đầu từ ngày 24 tháng 7. Bây giờ tôi đọc chi tiết này để xem tôi có phải giãn cách hay không nha. Người ta viết tiêu đề một đường mà người ta nói một nẻo. Đeo kiến vô. Chuyện hệ trọng mà. <laughs> Trên website của Bộ Y tế ta thông tin về dịch bệnh của Bộ Y tế viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Tôi, tôi, lấy tôi lấy từ báo báo nhưng nó báo góc bác sĩ luôn về y tế luôn. Đêm 23 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số cần đọc về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để chống dịch trong vòng 15 ngày, trước mắt 15 ngày cái đã. Bắt đầu từ 6 giờ ngày 24 tháng 7. Tôi vừa đọc, tôi vừa bình luận cho nó vui. Trước đã thành phố cho mình vậy các bạn, giãn cách 15 ngày. Đúng không các bạn, sau đó 15 ngày, 15 ngày, 15 ngày, bây giờ tiếp tục 7 ngày tới ngày 1 tháng 8 mà tôi nói sau ngày 1 tháng 8 có khả năng giãn tiếp nó nó căng ra là phong tỏa nói quách cho rồi. Thôi bây giờ thành phố Hồ Chí Minh gác qua bên đi Nếu bạn nào mà chưa xem Thì xem cái video tôi mới đưa đây Ok Bây giờ Hà Nội này Giãn cách trong vòng 15 ngày Bắt đầu từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 Và sau 15 ngày 15 ngày Các bạn để xem thì có đúng không nha Đêm 23 tháng 7 Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Hà Nội Đưa ra chỉ thị giãn cách xã hội Của Thủ tướng như sau ở trên người ta nói giãn cách xã hội Tôi phải đọc cho các bạn mấy lần luôn đó Cụ thể nội dung này Thực hiện cách ly toàn xã hội Trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 Năm 2021 Trên phạm vi toàn thành phố <laughs> Ở trên thì nó giãn cách Mà nội dung dưới không thể nó giãn được Mà phải nói là cách ly toàn bộ xã hội Cách ly toàn bộ xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố như vậy là cái gì là gì các bạn là lockdown là phong tỏa mà bây giờ người ta cũng không dám nói phong tỏa luôn đó nó là cách ly xã hội <laughs> bảo đạo dùng từ cũng sai bét cách ly ấy, cách ly ấy, tức là nó nó, nó cái từ ý nghĩa của nó nó cũng giống giống như phong tỏa nhưng mà phạm vi nhỏ phạm vi nhỏ ví dụ như là một cái khu phố chẳng hạn nhỏ nhỏ thôi một cái nhóm một cái xóm nha là cách ly cả cái xóm đó thì nghe còn được cách ly cả một cái chung cư thì nghe còn được mà còn nó cách ly cả thành phố là nó không đúng phải là phong tỏa cả thành phố thậm chí cái building ấy nha, cái tòa nhà ấy nha. mà người ta cũng có thể dùng cái từ là phong tỏa cả cái building chứ người ta cũng dùng cái từ cách ly cách ly là cái phạm vi rất là nhỏ mới gọi cách ly bây giờ ở phía trên thì nó là giãn cách trong nội dung thì không dám dùng từ giãn cách nữa mà nó là cách ly cách ly toàn thành phố <laughs> bá đạo cách ly thì tôi gọi là isolated hoặc là warranty thì cái phạm vi nhỏ thôi tôi ví dụ thế này này rất là nhỏ thôi tôi ví dụ từ từ chỗ tôi nha mà tôi muốn đi thăm một người bạn ở tỉnh khác ví dụ như vậy trước đây thì họ vẫn cho phép đi vì cái chuyện là chuyện quan trọng vì bạn tôi có chuyện gì đó tôi về thăm thì người ta vẫn cho đi. Và khi tôi về lại cái nơi tôi ở thì tôi phải cách ly tại nhà, người ta không cho tôi tiếp xúc với ai nữa trong vòng 14 ngày. Thì cái từ đó người ta gọi là gì? Quarantine hoặc là gì? Isolated. Tôi phải ở nhà đúng 14 ngày. Khi mà kiểm tra tôi không bị covid nữa thì tôi mới được ra ngoài xã hội sinh hoạt để thực hiện gọi là social distancing tức là giãn cách xã hội bình thường còn khi tôi mới về thì tôi phải ở nhà 14 ngày cái đó mới gọi là cách ly đằng này nó thực hiện cách ly toàn xã hội toàn thành phố dùng từ cũng sai luôn nhưng mà nói thế này để người dân hiểu cách ly nó vẻ nhẹ 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 chút toàn chơi chữ mà chơi chữ thế này đâu có lợi các bạn người dân phải hiểu rõ phải nói thế này hà nội là phong tỏa hoàn toàn phải nói vậy thì mới từ chính xác mà nói như vậy thì người ta mới hiểu cái mức độ trầm trọng thì người dân người ta mới đề phòng chứ còn có nhiều người dân người ta đâu có hiểu người ta lo làm thôi ăn hàng ngày người ta đâu có để ý mấy cái chuyện này người ta nghe nó giả dạ, ăn cách xã hội bình thường rồi bây giờ dùng thêm từ mạnh cách ly nhiều khi người ta thấy bình thường mà thấy bình thường là người ta sẽ chủ quan cho nên ở Việt Nam ở cộng sản việt nam người ta hay chơi chữ lắm người ta dùng những cái từ mà người ta cho đó là nhạy cảm cái từ chính trị cái từ nhạy cảm mà chính cái đó là cái hại chính cái đó là cái hại cho người dân nhưng mà người ta vẫn cứ dùng mà các bạn không những dịch bệnh thế này mà bất cứ chuyện gì cũng vậy cả tôi xin phép đọc tiếp theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình <laughs> khu phố cách ly với khu phố thôn bản cách ly với thôn bản xã phường cách ly với xã phường quận cách ly với quận huyện cách ly với phường thành phố cách ly với tỉnh cơ sở kinh doanh điều đó thiếu bây giờ nhà máy cái này phải sản xuất là bao to nhóm giới quy định tôi đọc mệt quá đại khái là nói phong tỏa mẹ cho xong như rồi <laughs> dài dòng phức tạp toàn bộ hệ thống chính trị và các quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch cấp bách hàng đầu dùng từ mạnh với sở mà tên ý, thì nó giãn cách mà dưới này dùng từ từ mạnh không ai đọc vào mới để ý còn đọc lướt lướt là không có để ý đâu tôi thuộc dạng đào bới <laughs> tôi thuộc dạng đào bới cho nên tôi đọc rất là kỹ tôi đào bới để tôi chia sẻ với các bạn các bạn thông cảm có nhiều bạn nói tôi với ông này giống đàn bà đàn bà được đàn bà thôi đàn bà này mới, mới hay đâu phải ai mà dễ có tính đàn bà đâu chính đàn bà mới hay đàn bà mới quản lý gia đình được các bạn đừng có chơi đàn bà nha ai mà nói là tôi giống đàn bà gọi là gọi là kỳ thị phụ nữ không có được nữa nha tôi làm youtuber mà <laughs> youtuber tôi phải mổ xẻ tôi phải đọc kỹ chứ hãy các bạn mới chia sẻ với các bạn các bạn bận việc các bạn đâu có thời gian đó à tôi đọc nha dừng tất cả các hoạt động cuộc họp chưa cấp thiết dừng hết mà nó là giãn cách giãn cái ông nội tôi các cuộc họp cần thiết thực hiện thì tổ chức họp trực tuyến không có được gặp nhau mà nó là giãn cách cái gì giãn cách như tôi nói tôi giải thích theo theo cái từ từ quốc thế nha giãn cách tức là người cách người 2 m và mọi hoạt động bình thường và đằng này á các cuộc họp cần thiết thực hiện từ tổ chức trực tuyến <laughs> tổ chức kiểm tra giám sát kịp thời hiệu quả nội dung chỉ thị này và xử lý nghiêm trong các trường hợp vi phạm <laughs> giãn cách và đòi xử lý nghiêm trong trường hợp vi phạm miễn sao họ họ cách nhau hai mét thôi mới chỉ xử lý nếu mà đúng theo ý nghĩa giãn cách các địa phương thông báo số điện thoại đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ tổ chức thực hiện trực ban 24 tháng 7 đảm bảo kịp thời giải quyết công việc mà tôi yêu cầu mọi người dân ở nhà chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết <laughs> cái này gọi là lockdown là phong tỏa làm sao mà nó giãn cách cũng không nói cách ly luôn cách ly cũng đúng phải nói là phong tỏa nó cho chính xác như vậy nè mua như cần thiết này như mua lương thực thực phẩm thuốc men cấp cứu chữa bệnh tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác đi công tác công vụ làm việc tử cơ quan công sở làm việc nhà máy cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động ở trong này nó bên mì là thương thực nữa không có ra bên mì nữa nó mua lương thực thực phẩm chung thôi tôi không biết sau này lỡ ai mà đi ra mua bánh mì thì có cái thằng nó chụp lại bánh mì là không phải là lương thực mà dân hà nội thích ăn bánh mì nhé tôi ra hà nội lúc nào tôi ăn bánh mì thứ nhất là bánh mì thứ hai nữa là phở chẳng lẽ người ta đi mô tô phở phở hà nội không phải là lương thực chích mẹ luôn tôi nói thiệt các bạn tôi đi ra hà nội nha hai cái món buổi sáng mà tôi không thể bỏ được thậm chí buổi trưa buổi tối tôi không ăn thứ nhất là phở hà nội thứ hai là bánh mì tôi không biết vì sao mà tôi lại thích ăn bánh mì hà nội phở hà nội thì ngon đã đành tôi không nói rồi bây giờ không nói gì phở bánh mì hết không biết lúc đó dân hà nội đi ra mua tô phở xếp hàng đi ra mua tô phở phở chửi tôi ăn phở chửi rồi tôi đè tôi đưa cái mặt cho nó chửi để tôi ăn rồi đi ra mua tô phở chửi không được mua phở tại vì phở không phải là lương thực ra mua ổ bánh mì không được bánh mì không phải là lương thực chết mẹ luôn <laughs> tiếp tục đó là báo đó là xin lỗi đó là website của bộ y tế tôi đưa toàn lên dẫn chứng mạnh không các bạn nhiều báo nói lắm báo tiền phong hà nội cách ly toàn xã hội 6 giờ từ ngày 24 tháng 7 Bác Tiền Phong bây giờ nói là Hà Nội cách ly toàn xã hội Nó giãn cách nữa Có báo thì nó giãn cách mà Có báo thì nó cách ly Dung tư tầm 7 tầm 3 không nữa Các bạn thấy một sự việc thôi mà Báo website của Bộ Y tế Nó giãn cách Mà mà tờ báo Tiền Phong online thì Hà Nội cách ly toàn xã hội Dung tư bá đảo giúp xác gì hết Bây giờ báo Tiền Phong nói sao này nó từ từ vậy mà tôi đọc đất nước ha. Câu Cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày Cụ thể chỉ thị thành phố Hà Nội thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày Kể từ 6 giờ ngày 24 tháng 7 Trên phạm vi toàn thành phố thêm công tắc Gia đình cách ly gia đình Khu phố cách ly khu phố Thôn bản cách ly thôn bản Viết giống y nhau khác gì hết <laughs> Hình như ai viết bài rồi Báo đọc chắc y chang chỉ có tiêu đề nó sửa sơ thôi toàn bộ hệ thống chính trị chính quyền cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu dừng tất cả các hoạt động cuộc họp không cần thiết cuộc, cuộc họp cần thiết thì tổ chức họp trực tuyến đọc luôn rồi các sở ban ngành ủy ban dân thị xã và phường thông báo số điện thoại trực tuyến giống y nhau không khác gì hết <cười> <cười> tiếp tục xem thử nó nói gì khác không nè. thành phố yêu cầu người dân ở nhà chỉ ra ngoài trường hợp cần thiết như mua lương thực thực phẩm thuốc men cũng y chang nhau <laughs> thực hiện cái này khác này thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website à, tờ khai y tế vn tôi đọc luôn cho các bạn nghe các bạn ở hà nội nghe nhé à, thực hiện y tế khai báo y tế hàng ngày này trên website tờ khai y tế vn hoặc là ứng dụng à, ncov bluezone thôi, thôi mình nhớ website gì đi tờ khai y tế vn các bạn ở Hà Nội chú ý nha nếu trường hợp mà mình có biểu hiện gì đó thì các bạn vào website đó các bạn khai báo liên hệ ngay với chính quyền địa phương cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt ho khó, khó thở mất vị giác vân vân và vân vân trường hợp người dân di chuyển vào các thành phố vì lý do công vụ phòng chống dịch sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát cách ly khi mà chúng ta đi di chuyển vào thành phố thế nào có cái bàn ngồi khai <laughs> Quá thì xuất sắc tinh thần chỉ đạo thông chính phủ mỗi người dân phải là một chiến sĩ chống dịch như chống giặc <laughs> mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài chung tay chống dịch <laughs> ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng để cùng cộng đồng chính quyền các cấp kiểm soát ngăn ngừa dịch bệnh cái này hay các bạn nha cái chuyện chống dịch các bạn cái chuyện chống dịch cái quan trọng nhất mà người ta nói này, tôi thấy cái này rất là đúng, rất là hay này. Mỗi người dân, thôi mỗi người dân chiến sĩ mình nói, chống dịch, chống giặc mình nói này, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh. Cái dịch bệnh, đó, như các bạn biết đó, là nó sẽ lây từ người này sang người kia, từ người này sang người kia. Và cái thứ hai nữa các bạn, cái vệ sinh công cộng. Đó, nó rất là quan trọng. Nếu trường hợp tất cả chúng ta đều giữ vệ sinh tốt thì rõ ràng nó hạn chế dịch bệnh, không những dịch Covid-19 mà tất cả các loại dịch bệnh đều hạn chế, nhất là những cái bệnh mà gọi là có những con vi khuẩn. Con vi khuẩn đó, nó nó thích mà những cái con vi khuẩn kể cả vi khuẩn corona nó khoái những cái cái môi trường dơ bẩn. Đó. Cái môi trường dơ bẩn là tạo điều kiện cho virus phát triển, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Trong đó cái con corona này nó cũng thích ở cái môi trường dơ bẩn cho nên người ta nói này cái ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân rất là quan trọng nhưng mà ở việt nam các bạn nhất là ở thành phố hồ chí minh và nhì là hà nội dân số quá đông dân số quá sức đông sống trên miếng đất nhỏ xíu mà cái việc thực hiện mà dùng cái từ tôi nói, nói chính xác là giãn cách xã hội người này cách người kia 2 mét tối thiểu rất khó phải không các bạn đâu phải dễ các bạn ở Hà Nội mà thực hiện người này cách người kia 2 mét vô cùng khó ngay cả khi ở nhà chứ đừng nói chuyện ra đường làm sao các bạn người này cách người kia tối thiểu 2 mét tôi có ấy. rất là khó từ khi các bạn ở gần lăng ba đình thì ok <laughs> từ khi các bạn ở trong công viên lenin thì ok đúng không các bạn Dân số quá đông. Mật độ quá đông. Mà Hà Nội nha, Hà Nội ngõ với ngách rất là nhiều. Ngõ nó còn ngách nữa, ngõ đi vào còn ngách 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 nữa. Trời ơi, mà trong ngách nó nhà dân quá trời trời luôn, ngập mặt luôn. Tôi hỏi các bạn, nha, lỡ một người mà bệnh nha. Lỡ một người bệnh bung một phát nha, là cả xóm đó là bị hết làm sao các bạn có thể là cách nhau mỗi người tối thiểu hai mét đó là tối thiểu nha chứ còn tôi cũng biết đấy, cái con virus corona nó ở Việt Nam nó có mạnh hơn cái con virus ở, ở các nước khác hay là không tôi không rõ nhưng mà người ta khuyến nghị là tối thiểu giãn cách xã hội tối thiểu người cách người hai mét kể cả người trong gia đình các bạn thực hiện được không các bạn cố gắng thực hiện được không điều này không hề đơn giản tại vì cái điều kiện chống dịch ở Việt Nam đối với cái dịch này vô cùng khó khăn cái điều kiện như vậy tôi chưa nói cái chuyện là chống dịch dở hay giỏi mà cái điều kiện đưa ra cái môi trường Việt Nam rất là khó đó là cái chuyện giãn cách xã hội các bạn cái thứ hai nữa ý thức người dân như người ta nói cũng vô cùng quan trọng cái việc giãn cách hai mét đã khó rồi mà liệu liệu tất cả người nào cũng đồng lòng cũng giãn cách hai mét hay không hay là cứ gặp cái sông pha tới gặp cái sông pha tới gặp cái sông tới <laughs> cái này ấy, nó đã hình thành một cái tính cách con người từ lâu rồi các bạn đã từ lâu rồi mà vốn dĩ dân ta là cái ý thức cộng đồng đó. tôi xin lỗi nha tôi không phải nói xấu nha tại mình đang phân tích được mặt khoa học ý thức cộng đồng kém tôi nó còn kém hơn cả campuchia nữa kém hơn campuchia xả rác bừa bãi sống trong môi trường rất là mất vệ sinh. Tôi đi, tôi đi qua Campuchia mà tôi thấy dân Campuchia người ta ý thức cộng đồng cao hơn dân Việt Nam, cao hơn dân thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều, cao hơn dân Hà Nội rất nhiều. Thậm chí tôi vào, tôi vô chợ tôi ăn nha, tôi vào cái chợ tôi ăn thì người ta cũng rất sạch sẽ các bạn. Sạch sẽ đây tôi so với Việt Nam, chứ còn tôi không dám so Canada với Mỹ làm gì, mình so với nước, so cái nước xung quanh. Tôi nhớ vô tôi ngồi tôi ăn đó Thì các bạn biết không? Ăn 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 trong chợ luôn, tôi vô trong chợ tôi ăn. Ly nước nha. Người ta tụng nước sôi. Đôi đũa nha cái muỗng nha, bỏ nước sôi. Ví dụ như tôi mua một cái tô giống như tô phở, tôi tôi bên kia, tôi biết cái tô gì quen rồi Thì cái đũa của tôi nha. Và cái muỗng của tôi nha, người ta bỏ vào trong cái ly đựng nước nóng đem tới cùng một cái tô. Sạch sẽ không? quá sạch sẽ đúng không ăn xong tôi thấy không có ai mà dục giấy bừa bãi ở trên bàn và ở dưới đất cả không như ở sài gòn với hà nội rồi cái rồi cái chỗ mà uống nước của họ cái ly uống nước của họ cái bình uống nước của họ cũng rất là sạch sẽ nóng hổi đang ho rất là sạch sẽ mà tôi về thành phố hồ chí minh tôi ăn là thấy nó khác liền đó là tôi ăn có bình dân ăn trong chợ mà thậm chí còn thấp không có bình dân nữa mà người rất là sạch sẽ và nói tóm lại là, là ý thức, ngay cả ý thức của người dân Campuchia cũng hơn hẳn Việt Nam. Tôi nói như vậy không phải tôi chê Việt Nam, nha. đây là tôi phân tích trên phương diện khoa học, trên phương diện xã hội. Như vậy, người Việt Nam, nói chung và người Hà Nội nói riêng, lâu nay xả rác quen rồi, đường xá bẩn thiểu quen rồi, thì đó là tạo điều kiện cho virus phát triển cho nên người ta nói, cho nên báo người ta nói này, cái ý thức người dân nó vô cùng quan trọng cho đó. Và liệu, liệu bây giờ người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng có thay đổi một ý thức liền ngay lúc này để chống dịch hay không? Tôi nói, với, tôi nói cái điều này không hề đơn giản các bạn. Một vài người á, thì mình nói còn nghe, để toàn xã hội không hề đơn giản, tại vì nó hơi hình thành một cái thói quen rồi hình thành một thói quen rồi và cái chuyện ý thức này người ta giáo dục từ nhỏ người ta giáo dục từ bé bước chân vào lớp mẫu giáo đã giáo dục rồi cho nên lớn lên nó hình thành một tính cách mà ở việt nam cái chuyện đào tạo này nó khác tôi đã có một chút nha nó đào tạo thì nó lạc lỏng lắm vào lớp mẫu giáo lớp 1 toàn là học bất hồ với đảng không <laughs> thậm chí hát hát toàn bất hồ không người ta đâu có dạy cái chuyện ý thức đó các bạn dạy một cách sơ sài đến khi mà lớn rồi nó hình thành cái tính cách con người rất khó thay đổi đó là những cái khó khăn những cái rất là khó cái điều kiện rất là khó để mà chính phủ Việt Nam chống dịch và tôi đang nói cái dịch Covid-19 này các bạn tôi đọc tiếp đề nghị mỗi người dân thủ đô phải bình tĩnh yên tâm tiếp tục tin tưởng ủng hộ cái biện pháp phòng chống dịch thành phố đã chuẩn bị đầy đủ lương thực bây à, giờ tôi phân tích cái đầu nha đề mì nghì, mỗi người dân phải bình tĩnh yên tâm chống dịch tất nhiên phải bình tĩnh đúng không có gì đâu mà hoảng loạn tôi thấy con virus này thì nó cũng rất là khủng khiếp về cái mức độ lây lan nhưng nó nguy hiểm với người này nhưng mà nó không nguy hiểm với người kia có nhiều người bị đâu có biết các bạn có nhiều người bị nhiễm không hề biết ăn uống bình thường thậm chí ăn ngon hơn giống như tôi chẳng hạn tôi cũng biết tôi bị hay không từ đầu dịch đến giờ tôi bị cảm cũng ba lần nữa nha tôi bị cảm cúm da sơ thôi nhưng mà tôi thấy ăn rất là ngon <laughs> bị cảm ăn rất ngon biết bị dính covid 19 hay không <laughs> tôi nói đùa vậy nhưng mà nó thiệt cho nên là nguy hiểm với người này nhưng mà không nguy hiểm với người kia nhiều người không có biểu hiện gì cả hoặc là nhiều người biểu hiện rất là nhẹ uống thuốc hết uống thuốc bình thường thuốc cảm thuốc đau đau nhưng các bạn hay uống mọi thứ hết nhưng mà có nhiều người virus vào sụp nhanh lắm một tuần nhiều khi là chết rồi chỉ cần một tuần 10 ngày là cũng ngẫm rồi 10 ngày ngẫm là chuyện bình. bình thường mà khi mà cái bệnh này cái con virus này thâm nhập vào người nó tạo cái bệnh này mà người yếu yếu một túi, chút nữa chứ, là phải cần mấy thở lúc đó phổi nó yếu lắm không thở được chỉ cần không có mấy thở cũng chết luôn và cái điều rất là nguy hiểm ở chỗ nữa khi người mình bị nhiễm rồi thì virus trong người mình rất là nhiều và cái sự lây lan trong người mình đối với người khác rất là cao nhất là không giữ được khoảng cách ít nhất 2 mét tôi nói ở hà nội nha mà người sống trong ngõ trong cách nha một người bị nha tôi nói cả xóm nó đều bị hết cả xóm nó đều bị hết cho nên bây giờ người ta nói này bình tĩnh yên tâm tin tưởng thì mình cũng bình tĩnh yên tâm tin tưởng nhưng mà mình hãy cứu mình trước các bạn mình cứu hãy cứu mình trước tôi đọc báo ngày hôm qua tôi thấy rằng trước khi mà nhà nước công bố chuẩn bị lockdown Hà Nội thì tôi đọc báo tôi thấy có nhiều người Hà Nội bỏ chạy về quê đó là những người rất thông minh phải như vậy phải như vậy mới đúng tại vì Hà Nội mật độ dân số quá đông phải bỏ về quê về quê sinh sống cho nó sướng dù sao đi nữa ở quê thì mật độ dân số thấp người cách người 2 mét vô tư phải không các bạn ăn uống cực khổ kiếm được có sao đâu người ta bỏ về quê rất nhiều nhưng bây giờ đã thực hiện rồi thì cái việc mà đi ra khỏi thì không hề đơn giản thôi cái này do các bạn xử lý các bạn thích đi các bạn đi cho nên ý tôi nói là phải rời bỏ cái nơi mà đang dịch bệnh mình đi nơi khác để tốn dịch đó là cách tốt nhất chứ đừng nghe chính quyền nó nói nói mình nghe theo là Tại vì người ta nói nói rất là chung chung. Người ta đưa ra một cái định hướng chung cho toàn xã hội chứ không đưa ra cho gia đình nào cả. Mà mỗi gia đình mình nên tự cứu mình trước. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai người ta nói này. Thành phố chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm, nhu cầu yếu phẩm cần thiết, nhân dân không cần tích trữ hàng hóa. <laughs> Đó là người ta nói các bạn, lúc nào người ta chả nói vậy ở thành phố Hồ Chí Minh trước đây người ta cũng nói vậy và tôi cũng đã tôi cũng đã chia sẻ với các bạn rồi lúc nào người ta cũng nói này là nhu cầu thực phẩm lương thực là vô tư đã khá như vậy không có lo chuẩn bị tích tự trước người ta nói vậy đó cái người ta nói vậy mà thực chất ra trước đó cả tuần rồi người ta mua lương thực thực phẩm hết rồi các bạn <laughs> trước khi mà ban hành cái lệnh phong tỏa Hà Nội bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 tôi nói ngày 15, 16 những vị này đã mua gạo, mua lương thực, mua thực phẩm, mua bánh mì, mua phở để đầy nhà người ta dự trữ hết rồi sau đó người ta mới ra lệnh cái đầu tiên người ta khuyên bình tĩnh yên tâm bình tĩnh yên tâm thì không yên tâm bình tĩnh thì, thì tôi đồng ý mà cái ý người ta khuyên thứ hai đừng có lo cái chuyện là thiếu thốn lương thực đừng có tin thành phố hồ chí minh trước đây cũng nói vậy đó cuối cùng bây giờ như thế nào các bạn hà nội tự biết rồi đó giá cả vùn vụt có tiền chưa chắc mua được chưa chắc có tiền chưa chắc đã mua được mà mua với số lượng hạn chế chứ không phải thích mua bao nhiêu đâu mua trước đó thì thích mua bao nhiêu đâu mua nhưng sau đó thì, thì đừng có hồng mà mua được đó là cái chuyện bình thường thôi bây giờ hà nội người ta cũng nói như thế à, nếu bạn nào cứ nghe vậy thì khi trong thời gian bị dịch đó các bạn tìm mua mà theo đúng cái nhu cầu của bạn ăn uống tôi khen các bạn tài bạn ở thân cái siêu thị người ta cũng bán cho các bạn tại vì phải để dành cho những người khác bạn hốt hết sáng nước đã bạn mua thì còn được bây giờ người ta đã thông báo rồi các bạn đi mua không hề đơn giản nhưng mà nói như vậy nói như vậy người hà nội lanh lắm tôi biết tôi biết người hà nội lanh lắm phải bằng mọi cách tích trữ lương thực thực phẩm trong vòng, vòng 6 tháng các bạn 15 ngày phong tỏa rồi sẽ 15 ngày rồi sẽ 15 ngày rồi sẽ 15 ngày và không có thời gian chấm dứt cho nên tốt nhất là mình lo cho thân mình đi phải mua dự trữ lương thực ít nhất phải 6 tháng các bạn ít nhất phải 6 tháng còn không lúc đó tiền không là gì cả tiền là phù du tiền việt nam cũng đã phù du rồi mà thậm chí đô la mỹ lúc đó cũng phù du luôn vấn đề về có lông gạo vấn đề về có bó rau muối, vấn đề về có tô phở bánh mì mà ăn tiền là phù du không là gì cả lúc đó tiền mình thấy đúng là vô giá trị thật và nó sẽ đến tới cái đoạn đó khi mà lương thực thực phẩm không còn người ta nói sẽ chỉ đạo đầy đủ lương thực làm sao mà chỉ đạo được năng lực sản xuất có hạn dân số thì quá đông, lúc dừng cái ở nhà không ai làm hết? Còn ăn. Không ai làm việc nữa, một số người làm việc rất là ít. Còn ở nhà ăn. Thì tôi hỏi các bạn lương thực thực phẩm đâu mà chịu trong ngã? Bình thường một xã hội nó vận hành, nó vận hành, nó vận hành, người nào cũng làm hết, mình ăn, ăn, làm, ăn, làm, ăn, làm, làm, ăn. Những nhà sản xuất ở dưới quê người ta đưa hàng lên người ta kinh doanh mà, mình mua, mình ăn, trên thành phố mình mua mình ăn được cái làm vậy, bây giờ dừng hết. Tôi chưa nói cái chuyện là dừng ở nhà ăn có tiền mà nhà nước không cho đồng nào tôi chưa nói những người đó thì, thì những người nào không có tiền mua tôi khỏi phải ăn rồi chịu khó mà chết đói không mà đi xin ăn từ thiện còn tôi nói ngay cả những người có tiền như, tới lúc đó đồng tiền vô nghĩa hàng mà múa vốn dĩ Việt Nam là một nền sản xuất yếu kém dân số thì quá đông cái tàu há mồm nó quá nhiều mà khi vận hành vận hành thì tương đối đáp ứng đầy đủ đầy đủ theo kiểu dân Việt Nam chứ còn mà ăn uống mà kiểu như tôi như dân Canada tôi bảo đảm các bạn không đủ đâu các bạn bên này ăn nhiều lắm bên này mỗi lần mà tôi đi chợ nhà tôi có mấy người chủ yếu ba người lớn thôi nhé mà mỗi tuần đi chợ cả một cái xe bừa chạng này còn hơn cả ngày tết nữa mỗi tuần đi chợ một lần bên này tôi ăn nhiều lắm và dân Canada người ta tiêu thụ rất là nhiều dân Mỹ người ta tiêu thụ rất là nhiều các bạn có tưởng tượng đi tại vì tôi ở hai nơi tôi biết khi tôi ở Việt Nam mới nha đến ngày Tết thì tôi đi tôi đi siêu thị Bixi si. <laughs> siêu thị gò vấp chẳng hạn tôi mua Tết á tôi mua cỡ ở xe tầm tạm đi đây một chút một năm tôi đi có một ngày đúng không nhưng mà ở tôi ở Canada nha hàng tuần hàng tuần một tuần như vậy ít nhất là tôi làm ba xe giống như ngày Tết Việt Nam ba xe tôi là gấp đôi gấp ba ngày Tết Việt Nam bên này ăn nhiều lắm và tôi thấy người nào cũng vậy hết cho nên ý tôi nói bình thường cái năng lực sản xuất ở Việt Nam cũng đủ vừa đủ đáp ứng theo cái nhu cầu của người Việt ăn uống người Việt ăn uống rất là ít nha bây giờ tự nhiên dừng một phát làm sao mà cung cấp đủ các bạn bị thiếu hụt Việt Nam là một đất nước cái phát tiện một đất nước phát triển năng lực sản xuất yếu ngay cả nông nghiệp cũng yếu nếu trường hợp ở Việt Nam mà đáp ứng đủ giống như chính quyền nói này chính quyền sẽ chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực thì lúc đó Việt Nam nằm trong khối các nước phát triển nữa các bạn thậm chí nằm trong khối G8 <laughs> bảy nước bây giờ thêm Việt Nam nữa thành G8 Việt Nam đang đang đang, đang nằm trong những nước kém phát triển đang phát triển cho nên năng lực sản xuất yếu kém cho nên nó mới nằm trong cái nhóm đã phát triển mà dừng lại như vậy thì tôi hỏi các bạn lương thực thực phẩm đâu mà nói đảm bảo đầy đủ đảm bảo trên giấy tờ đảm bảo trên giấy tờ trên báo tôi nói dừng lại hà nội dừng lại cỡ hai tháng 3 tháng là không có đủ lương thực để mà ăn thậm chí người dân lúc đó không phải chết vì covid 19 mà chết đói chết đói đó là đó là cái ý mà tôi phân tích cho các bạn và theo ý tôi người dân hà nội mỗi người tự lo gia đình của mình phải đi dự trữ lương thực tôi tôi nói thời điểm này hơi muộn rồi lẽ ra các bạn phải tự biết lấy phải dự trữ lương thực ít nhất 6 tháng Bây giờ vấn đề tiếp theo nói các bạn này. Bây giờ người Hà Nội bắt buộc ở nhà không đi làm nữa. Ngân sách có oái tiền ra cho các bạn ăn không? Không nghe nói gì hết. Chỉ nghe nói là người dân hãy đồng lòng với chính phủ chống dịch. Bắt người ta ở nhà. Người ta đang đi làm kiếm tiền. Bắt người ta ở nhà. Bây giờ không có tiền nữa. Người dân đi làm cũng có tiền. Mà doanh nghiệp ấy, cũng đóng cửa luôn. Cũng kinh doanh gì được hết. Tiền thì một bạn, bạn không phải trả. Cái gì mà phải trả hết. Điện nước phải trả. Nhà nước không cho gì hết có cho không các bạn? không nghe nói gì hết và chắc chắn 100% là không cho. Nếu cho là đã cho dân thành phố Hồ Chí Minh rồi, dân Hà Nội phải cho. Mà bây giờ không cho là không cho luôn. Lấy gì các bạn ăn? Các bạn cầm cự được bao nhiêu tháng? Mà ở Việt Nam đâu phải người nào cũng khá giả, cái nhóm khá giả cho dù ở Hà Nội đi nữa, cộng sản nhiều đi nữa, thì cùng cỡ chừng 20% là cùng, 20-30% là cùng, còn hơn 70% là người nghèo áo chưa ra mồ hôi đã hết tiền mẹ rồi làm gì mà ở tới 15 ngày rồi 15 ngày 15 ngày nữa tiền đâu người ta ăn như vậy phải ăn cơm từ thiện mà từ thiện á, là người dân người ta chia sẻ lẫn nhau à, nhưng mà chia sẻ lẫn nhau cái chuyện dịch này nó khác các bạn nha sau này mà lỡ người Hà Nội mà ít chia sẻ với nhau thì các bạn hãy thông cảm cho những người có bởi vì cái đại dịch này những người mà có lương thực thực phẩm những người có tiền người ta không biết đại dịch khi nào chấm dứt người ta cho các bạn người ta chia sẻ các bạn chia sẻ cho đến bao giờ cho nên người ta phải thủ còn những cái chuyện chia sẻ trước đây thì người ta thực hiện được ví dụ như miền trung của tôi bị bão lụt thì bão lụt cùng lắm xảy ra vài ban ngày vài ba tuần là nhiều hẳn các bạn một tháng là tối đa nhiều hẳn các bạn thì người hà nội người miền bắc không có bị bão lụt thì họ thấy người miền trung tôi tội nghiệp quá họ gửi thức ăn họ gửi gạo họ gửi mì gói họ cho tiền vân vân tại vì họ không có bị người bắc không có bị người miền trung bị thôi nhưng mà họ biết rằng bị chỉ người miền trung bị chỉ vài ngày cũng lắm vài tuần nhiều lắm tháng thôi người ta cho bây giờ dịch bệnh thế này biết khi nào chấm dứt biết khi nào chấm dứt <laughs> ngay cả bên canada bên mỹ này bây giờ chúng tôi đi chơi thoải mái không cần đeo khẩu trang không cần giãn cách 2 mét nhưng mà cũng chưa hẳn là hết đâu các bạn Ngày nào cũng có người nhiễm, người, người chết hết trơn, nhưng mà số người ít thôi Chưa hẳn là hết Bây giờ tôi hỏi là Việt Nam Khi nào chấm dứt Không có đáp án Thì những người mà chia sẻ lương thực, thực phẩm Cho những người nghèo Người ta cũng phải thủ người ta chứ Người ta cho hết rồi, biết khi nào là dân lãi Người ta thủ người ta, đến khi người ta cho hết rồi Gạo cơm hết rồi, tiền thì có cả đống trong nhà mà mua, mà không biết mua cái gì Có hàng hóa đồ mua Rồi ai lại hỗ trợ cho người ta Cho nên Cho nên Cho nên trong cái đợt dịch này nếu trường hợp mà những người mà hảo tâm ở Hà Nội mà người ta chia sẻ không có nhiều lắm thì mong những người nghèo thông cảm cho họ nhé Cảm ơn các bạn đã quay trở lại kênh YouTube phiêu đông có thể các bạn đặt câu hỏi bây giờ Hà Nội phong tỏa 15 ngày liệu sau 15 ngày còn phong tỏa nữa hay không xin lỗi nha tôi bị dùng từ phong tỏa thì nó mới đúng tính chất sự việc nãy giờ tôi đọc các bạn bản tin thì đó là phong tỏa chứ là gì <laughs> phong tỏa cái đâu phải giãn cách cái đâu phải cách ly nữa các bạn bây giờ sau 15 ngày liệu còn phong tỏa nữa hay không tôi nó khả năng 15 ngày 15 ngày rất nhiều 15 ngày nữa không thua gì thành phố Hồ Chí Minh bởi vì dân số ở Hà Nội nó cũng không thua gì lắm thành phố Hồ Chí Minh dân số Hà Nội thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh một chút nhưng mà đất đai ở thành ở Hà Nội là nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh tính là mật độ dân số chưa biết ai hơn ai <laughs> chưa biết ai hơn ai cho nên cái chuyện mà giãn cách xã hội tôi dùng cái từ họ cho nó vui nhé. 15 ngày sẽ còn 15 ngày 15 ngày và không biết khi nào chấm dứt các bạn không biết khi nào chấm dứt đó là Hà Nội nha các bạn bây giờ tôi nói tiếp này các tỉnh khác thì sao các thành phố khác thì sao chuẩn bị lockdown chuẩn bị phong tỏa Trước đây tôi nói ở Sài Gòn rồi, ở thành phố Hồ Chí Minh rồi, Hà Nội sẽ bị và bây giờ nó đã bị rồi. Bây giờ Hà Nội bị nha. Tôi nói các bạn nghe. Tôi sẵn sàng nói các bạn nghe. Các thành phố tiếp theo sẽ tiếp tục phong tỏa. Tôi ví dụ Hải Phòng. Tôi ví dụ Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngã, Quy Nhơn, Nha Trang. Miền Tây bây giờ phong tỏa hết rồi, không còn nữa. Phan Rang, Phan Thiết, thậm chí tên cao nguyên cũng sẽ bị phong tỏa, nhưng mà nó sẽ hơi lâu lâu một chút. Và cuối cùng, sao các bạn? Tất cả Việt Nam đều sẽ rơi vào phong tỏa. Cho nên, cho nên người dân mà ở các tỉnh thành mà chưa bị phong tỏa, chưa bị giãn cách như cách dùng từ của cộng sản Việt Nam thì ngay bây giờ phải nhanh chóng mua lương thực thực phẩm mà dự trữ ít nhất 6 tháng chứ còn để tình trạng như Hà Nội bây giờ đi mua lương thực thực phẩm không có dễ đâu các bạn nhé các bạn thử đi mua lương thực thực phẩm tôi xét ở Hà Nội đó, không hề đơn giản đâu nếu mua thì mua được chừng nào thôi chứ không phải thích mua bao nhiêu đó mà mua tại vì người ta đã ra lệnh phong tỏa rồi bây giờ những cái tỉnh thành ở phía Bắc nhất là ở phía Bắc này quanh quanh Hà Nội này thì phải nhanh chóng đi mua lương thực thực phẩm về cho gia đình mình đừng có tin họ nói là thành phố tỉnh đảm bảo cung cấp lương thực lương thực đâu mà đảm bảo cung cấp những cái vị chính quyền đó họ có làm nông đó họ biết họ có phải nhà hàng xuất đó họ biết nói thì nó hồi nào nó đảm bảo nhưng mà người dân cái nguồn cung cấp không có lý gì mà đảm bảo đào với đất đào lên ăn nè à? trồng rau trồng quả không có thời gian cái đâu phải trồng ngày này ngày mai ăn lên làm ruộng làm, làm, lúa cũng vài ba tháng nửa năm chứ làm sao mà cứ như là mới trồng cây lúa ngày mai nó mọc lúa để mà ăn <laughs> đâu có đơn giản vậy làm mì làm phở thì cũng phải có thời gian thì cũng phải có bột để mới làm được chứ bột đấu ăn hết rồi bột đấu vân vân và vân, vân vân mà hà nội nó có sản xuất bao nhiêu về nông nghiệp chủ yếu là các tỉnh xung quanh cung cấp cho mà bây giờ sản xuất đồ cũng bị đình trệ rồi ở nhà toàn cái tàu há môn cho nên cho nên những cái tỉnh thành mà xung quanh hà nội chưa bị phong tỏa thì bây giờ hãy chuẩn bị đi là vừa hà nội chỉ cần vài lần vài lần 15 ngày nữa là sẽ đến những cái tỉnh thành xung quanh chắc chắn như vậy luôn cho nên những bạn nào mà ở ngoài hà nội mà chưa bị phong tỏa thì phải nhanh chóng mua lương thực thực phẩm cha mẹ bạn có thể là không biết thì những bạn trẻ phải biết cái chuyện đó và phải thúc cha mẹ mình phải đi mua lương thực thực phẩm dự trữ ít nhất 6 tháng thậm chí mua tủ lạnh thêm để đựng thực phẩm chứ các bạn nghe người ta nói thôi đảm bảo lương thực thực phẩm như tôi trình bày vậy làm sao mà đảm bảo được nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế yếu nếu mà mạnh đảm bảo thì họ đã trở thành nền kinh tế phát triển rồi các bạn dân số thì quá đông thì làm sao đảm bảo được cho nên Cho nên đừng có để nước ở chân rồi mới nhảy Rồi ngay cả ở các tỉnh miền Trung chẳng hạn Nghệ An Thanh Hóa Huế Đà Nẵng Quảng Bình gì Cũng phải mua dự trữ lương thực Thực phẩm Vì chắc chắn một điều rằng Cái nơi bạn ở Cái thành phố bạn ở sẽ bị phong tỏa Thời gian thôi các bạn Tôi nói như vậy các bạn nói Làm sao không biết được Đúng không? Sao là không biết? Tại vì cái chuyện này là chúng tôi đã trải qua rồi các bạn ạ. À. Chúng tôi đã trải qua rồi. Tôi không trả tài giỏi gì mà vì tôi đã trải qua rồi. Các bạn biết không? Canada nha. Bây giờ tôi đang ở Canada tôi nói chuyện Canada các bạn nghe này. Dân số 38 triệu dân. Sống trên một miếng đất bừa chạ Gấp 30 lần Việt Nam, gấp 30 lần nha riêng cái tỉnh tôi ở này British Columbia riêng cái tỉnh tôi ở đó thôi diện tích gấp 3 lần Việt Nam mà chỉ có 4 triệu dân cả Canada có 38 triệu dân mà sống trên miếng đất gấp 30 lần Việt Nam bên tôi có điều kiện chống dịch không quá tốt đi chứ tôi chưa nói cái chuyện chống dịch giỏi hay chống dịch dở cái điều kiện rất là tốt dân số ít đất đai rộng rãi mật độ dân cư thấp như vậy là điều kiện chống dịch tốt cái gì nữa vệ sinh môi trường vô cùng trong sạch ý thức người dân rất cao cao từ hồi nào đến giờ cũng phải để để dịch này mới cao tiền bạc thì dồi dào cho nên mình đa cả mấy Canada mới nằm trong các nước phát triển mới nằm trong các nước g 7 tiền bạc dư thừa nên sản xuất rất là mạnh nuôi cả châu âu nhưng phải riêng Canada mà các bạn biết cái đợt dịch vừa rồi Canada cũng xiêm liếm nè. <laughs> cũng xiên lễ mặc dù người dân ở nhà bắt ở nhà giống hà nội bây giờ vậy đó nhà nước cung cấp 2.000 đô la một người một tháng từ tháng 3 năm ngoái đến nay vẫn còn và dự kiến đầu năm sau mới hết khủng khiếp á hàng hóa bình thường là dư thừa đến khi mà dịch bệnh thế này tôi nói các bạn đi mua hàng nó cũng vơi vơi dần nó cũng ít ít lại tông thấy đủ thì vẫn rất là đủ nhưng mà hàng hóa thấy nó vơi nhiều lắm. Dễ sợ không? Chúng hồ về Việt Nam. Một trăm triệu dân sống trên mấy đất nhỏ xíu. Mà cả Việt Nam chỉ bằng đất chỉ bằng một phần ba tỉnh tôi đang sống đây này. Thì các bạn thì các bạn nghĩ nó thiếu hụt lương thực tới cỡ nào sau thời gian phong tỏa. Đó là tôi nói về lương thực nha. Còn về cái sự lây nhiễm này. Đất đai đã rộng vậy. Mà có ai nghĩ rằng cái con virus corona này nó bay lên tới bắc cực luôn mới yeah. <laughs> bắc cực đó. Chỉ có người da đỏ ở các bạn. Mà có ai nghĩ rằng cái con virus này nó lên tới bắc cực mà nó tiêu diệt người da đỏ không các bạn? Không ai nghĩ cái chuyện đó. Đơn giản mình chỉ nghĩ Canada bị là do người ta đi qua đi về từ Trung Quốc đi qua, Việt Nam đi qua, các nước đi qua thì bị lây nhiễm ở những cái thành phố lớn thì mới bị thôi đâu có liên quan gì đến các nước đâu mà con virus nó còn lên tận bắc cực luôn xa với sở lắm mà nó còn lên tận bắc cực và nó phủ khắp canada phủ khắp luôn canada rộng gấp 30 lần việt nam thì phủ khắp tỉnh nào cũng bị hết tương tự như vậy ở mỹ các bạn biết rồi ở mỹ dân số đông 320 triệu người đất đai mỹ cũng ngang ngửa canada phủ khắp 50 tiểu bang của mỹ <laughs> khủng khiếp không cái con virus này nó đi tùm lum hết đó. bây giờ tôi quay lại việt nam 100 triệu dân gấp 3 lần canada sống trên mấy đất hình chữ ác nhỏ xíu thì cái việc cái con virus này nó phủ sống khắp việt nam là chuyện hết sức đơn giản đối với con virus corona quá gần đối với nó đối với các bạn việt nam bằng ở hà nội thì bạn thấy lên trên núi cái sapa rồi nó xa đúng không hay là xuống biển xa nó xa vì quê nó xa đúng không đó là bạn nghĩ xa nhưng mà đối với con virus này không ăn thua tôi nói như tôi nói ví dụ ở canada mà cái con virus này nó còn bay lên được tận bắc cực <laughs> thì nó có bao, bao nhiêu người ở đâu và nó phủ khắp tất cả tiểu bang của canada phủ khắp tất cả các tiểu bang ở mỹ mà tôi nói đất canada và đất mỹ rộng gấp 30 lần việt nam mà nó còn phủ được huống hồ gì việt nam tí xíu à nó phủ khắp toàn Việt Nam trong một thời gian không dài đó các bạn cho nên tôi nói ở Việt Nam bây giờ sẽ lock down sẽ phong tỏa toàn Việt Nam và không biết bao giờ chấm dứt từ khi Việt Nam có đầy đủ vaccine vaccine là chìa khóa để tiêu diệt virus chìa khóa để ngăn ngừa virus một thời gian sau ngắn thôi tôi đã ở vùng quê Việt Nam cũng sẽ bị phong tỏa trên núi cũng bị phong tỏa ngoài biển cũng bị phong tỏa và tất cả đều bị phong tỏa tuy nhiên tuy nhiên nếu các bạn mà ở xa những cái đô thị lớn thì đỡ hơn ví dụ các bạn về quê thì rõ ràng cho dù bị phong tỏa cho dù cho dù là có người bị nhiễm nữa thì nó vẫn ít hơn nó vẫn nhẹ hơn mình, các bạn tại vì mình có thể thực hiện được giãn cách được về quê rộng rãi lên núi rộng rãi xuống biển rộng rãi thì rõ ràng mình thực hiện giãn cách được nhưng mà cũng sẽ bị phong tỏa nhưng mà dù sao đi nữa, ở những cái nơi vắng vắng người thì nó vẫn tốt hơn trong cái việc chống dịch này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi. Các bạn thấy hay, like giùm tôi một cái. Tôi làm video chủ yếu tôi kiếm like và share cho nhiều người cùng xem để họ biết. Nhất là những bạn ở phía Bắc và những bạn ở miền Trung. Nếu bạn nào chưa đăng ký thì hãy bấm nút subscribe bấm vào cái chuông này nha để khi tôi có video tôi đưa lên thì youtube nó tự báo các bạn liền và tôi chuẩn bị hết cái video này tôi sẽ làm video khác liền tại vì có nhiều chuyện tôi muốn thưa với các bạn thưa đồng xin cảm ơn và chúc tất cả các bạn sức khỏe vượt qua đại dịch